Em xin chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu máy giặt này khá là VIP và đẳng cấp các bác ạ. Con này nó là hàng đấu giá nha các bác. Con Panasonic với model đó là đây. Model là Panasonic này, là V8900, con này giặt 11 kg. Có hệ thống cảm biến Ecolavi và công nghệ khử khuẩn nano. Con này đều có sự giặt đập 3D và sấy khử khuẩn đấy các bác. Công nghệ sấy hết băm là sấy chống nhăn, công nghệ sấy block điều hòa. Đây là cái công nghệ sấy khá là nổi tiếng của máy giặt Nhật. Con Panasonic này có model là VX8900, là máy giặt 11 kg đấy các bác. Với model đầu 8900 này thì nó cải tiến lên rất nhiều các bác ạ. Đều có hệ thống lọc bụi sấy này. Ngoài ra nó cải tiến thêm một tí nữa là em sẽ nói thêm nhé. Cải tiến một tí nữa là nó có thể, các bác có thể đổ nước giặt nhé, nước giặt và nước xả vào đây, xong rồi máy nó sẽ tự lấy theo định lượng. Ngoài ra nó có hệ thống phím ấn điện tử, nó khá là dễ dàng thôi. Bên này là mình điều chỉnh nhiệt độ này và nước giặt xả. Còn đây là có 3 nút tương tự như các máy khác là giặt rũ xả, giặt xả vắt sấy. Đấy, các menu điều chỉnh. Ngoài ra bên này nó còn có ba cái chương trình như mọi lần em đã giới thiệu rồi. Đó, chương trình giặt không nó sẽ tự động vắt các bác mang ra phơi, hay là giặt sấy và sấy không. Ngoài ra bên này nó có nút bật tắt và start khởi động. Đấy, nó khá là đơn giản và dễ sử dụng các bác. Con này thì nó là hàng đấu giá dùng nước nên nó cực đẹp, nên là các bác yên tâm. Model này thì sản xuất 2019 và máy 11 kg. Đấy các bác nhé, với máy 11 cân thì có lòng vẫn đầy đủ 7 màu. Đây, các bác nhìn chiêm ngưỡng lồng nó vẫn đầy đủ ánh 7 màu nha các bác. Nhưng khá là đẹp và xịn sò, doang để xanh nét luôn. Khá là đẹp luôn và đẳng cấp. Các hệ thống bản lề nó gần như là con này được dùng khá ít các bác ạ. Anh chị em nào mà quan tâm đến mẫu máy giặt này thì có thể là qua trực tiếp xem hàng nhé. Các bác quanh quanh ở Hà Nội thì có thể là qua địa chỉ là số nhà 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng ạ. Con này sản xuất 2019 và giặt từ 1 kg, sấy 6-7 kg. Có hệ thống lấy nước giặt là nước xả tự động. Model này thì hàng zin nguyên bản 100% đấy các bác. Zin nguyên bản 100% và bên em bán bảo hành 15 tháng và bao ship cho khoảng 100 cây. Con Panasonic 11 kg này thì bên em nó bán giá là 35 triệu. Các bác nào ở gần nhiệt tình qua thì em sẽ bớt cho nhé. Các bác ở xa thì em sẽ bớt cho một ít, gọi là vì tiền xa thì chuyển hết nhiều. Vào dịp cuối năm này thì cũng rất nhiều là máy giặt về, nó sắp nó chuẩn bị được vào mùa đông rồi. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến máy giặt sới cho gia đình và mới một con máy giặt Nhật như này thì ngay trong một này thì mình không phải mất nhiều diện tích, hay là nó giải quyết được cho mình những cái công việc đơn giản như quần áo nhất, là khi mình giặt xong, mình tắm xong, buổi sáng mình đi làm, hay là buổi tối mình có thể là mình cho giặt, sáng mai mình dậy mình có thể là có quần áo để mình mặc mà không mất nhiều thời gian phơi, hay là không mất nhiều thời gian cho các chị em nữa. Các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến mẫu máy giặt này thì có thể alo cho em nhé, qua số điện thoại là 0937445330. Các bác nào ở xa thì có thể nhắn tin qua Zalo cho em, số điện thoại là 0937445330. Các bác nào ở gần thì qua xem trực tiếp ạ. Con này sản xuất 2019, tất cả hông sườn đẹp và đằng sau cực đẹp luôn các bác nhé. Đây, vì nó hàng chất hàng đấu giá, nhìn nó đẹp hơn các cái hàng bãi. Các cái sassy thì gần như là đẹp 100%, vì bọn em được tuyển chọn từ bên Nhật, và hai là được bọc rất kỹ từ Nhật về. Đấy, nên là hàng nó cực đẹp. Đấy, các bác nhìn này, có thể có hệ thống giặt nước nóng nha các bác. Đây, 15 này, 30, 40, 60 này. Hệ thống màn LED khá là lớn. Ngoài ra nó còn có các chức năng như giặt tiêu chuẩn, giặt tự động và giặt đồ gym, áo da, áo lông vũ, hay là cái hệ thống sấy chống sấy xong tự động quay lồng cho để chống nhăn. Đấy là các cái tính năng thông minh của máy giặt. Anh chị em nào có thể quan tâm alo cho em nhé. Mẫu máy giặt sản xuất 2019 này bên em đang bán giá 35 triệu, máy 11 kg, hàng đấu giá, dùng ít, hàng mới khoảng 95-96% đấy các bác. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ạ.